Xin chào anh em là Tù Authentic Watch. Hôm nay em Tù trên tay giới thiệu đến với anh em mình hai chiếc đồng hồ của hai thương hiệu lớn, đó là Rolex và Omega. Cả hai chiếc này của em thì đều có chức năng GMT để chúng ta có thể đối chiếu hai múi giờ cùng một lúc khi mà anh em đi công tác hay đi du lịch một cách rất thoải mái nhé. Cả hai chiếc này của em thì đều là hai chiếc đồng hồ hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện đi kèm và sẽ bảo hành chính hãng tại Việt Nam cũng trên toàn cầu, đó là 5 năm. Và trên tay phải của em thì đang là hai tấm thẻ bảo hành chính hãng và tấm thẻ chứng nhận bộ máy 8605 của chiếc đồng hồ Omega, có date mua tháng 4 2022, bảo hành chính hãng tại Việt Nam đến tháng 4 2027. Và bên tay phải đây chúng ta sẽ có đó là cái tấm thẻ bảo hành chính hãng của chiếc đồng hồ Rolex. Ở mặt sau của tấm thẻ này chúng ta sẽ có đầy đủ mã máy, số series và ngày kết bảo hành 126741CHNR, mã số series ở bên dưới. Ngày kết bảo hành 30/1/2024 và sẽ được bảo hành chính hãng đến tháng 1/2029. Và khi mà anh em nhà mình giao lưu tại cửa hàng của em Tú vẫn sẽ bảo hành cho anh mình đó là 5 năm theo chính sách hàng mới. Cùng với đó sẽ là những cái cam kết hàng chuẩn chính hãng trọn đời máy, bao quay đầu, lên đời thu mua khi mà anh em nhà mình có nhu cầu nhé. Chiếc này của em thì sẽ có thiết kế xe mặt 43.5mm. Thì với chiếc đồng hồ Omega thuộc bộ sưu tập Seamaster Bennett Ocean này thì chúng ta sẽ có thiết kế độ chống nước lên đến 600m. Anh nhà mình có thể đi bơi, lặn thoải mái nhá. Một chiếc đồng hồ thể thao đúng nghĩa luôn ạ. Chúng ta sẽ có mặt số màu xanh và đi kèm với đó sẽ là bộ kim cọc số có gắn dạ quang. Và chúng ta sẽ có đó là một cái phần niềng được bằng ceramic. Và trên những cái chữ số trên phần mặt niềng này thì sẽ có màu cam nhá. Và trên cái phần mặt số thì chúng ta sẽ cũng sẽ có chữ GMT và kim chỉ múi giờ thứ hai cũng sẽ có màu cam khá là nổi bật. Và ở bên phần cạnh thân của chiếc đồng này thì sẽ được hoàn thiện rất đánh bóng và phay xước, lún thoát khí heli đặc trưng của một chiếc đồng hồ có độ chống nước cực kỳ cao. Và ở bên tay phải của em chúng ta sẽ có lún chính của chiếc đồng này, cùng với đó sẽ là những cái thiết kế phay xước. Ở bên trên cái phần mặt niềng này thì vẫn sẽ là những cái rãnh khía cực kỳ to và anh em mình có thể xoay được cả hai chiều về cái niềng này để chúng ta có thể điều chỉnh múi giờ một cách rất dễ dàng nhé. Và với cái niềng này thì anh em mình sẽ đối chiều với kim cam ở trong mặt đồng hồ, và để mà có thể chỉnh được múi giờ thứ hai cũng như là có thể xem được múi giờ thứ hai thì anh em mình sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ vặn ngược ra để mở lúm, sau đó thì chúng ta rút ra hai lớp để chỉnh giờ trước đồng này, và khi mà anh em quay đi thì kim cam này nó cũng sẽ quay theo nhá. Và sau đó thì anh em mình sẽ điều chỉnh cái kim cam này về múi giờ thứ hai, tức là múi giờ anh em mình sẽ đi du lịch hoặc đi công tác. Hiện tại thì em sẽ chỉnh để 2 giờ sáng nhá. Tiếp đến thì em sẽ về lớp 1 và quay kim giờ để điều chỉnh về múi giờ chính, tức là múi giờ em ví dụ sẽ là múi giờ Việt Nam mình đi, thì hiện tại thì đang là giờ chiều, chúng ta có thể chỉnh về hiện tại thì vừa mới nhảy lịch thì đang là giờ sáng nhá, và bây giờ thì đang là giờ chiều thì em sẽ chỉnh về 3 giờ chiều đi, thì khi đó thì anh em mình có thể đối chiếu giờ Việt Nam và múi giờ thứ hai một cách rất dễ dàng. Giờ Việt Nam đang là 3 giờ chiều, còn giờ múi giờ thứ hai thì đang là 2 giờ sáng. Và sau đó thì anh em mình có thể xoay cái liềng này để điều chỉnh tiếp múi giờ của một lớp thứ ba cũng rất dễ dàng nhá. Sau khi chúng ta lấy giờ và lấy ngày xong thì anh em ấn và xoáy lên để đóng chặt núm. Về bộ dây đi kèm, chúng ta sẽ có thiết kế bộ dây được làm bằng thép đặc và sẽ được hoàn thiện kiểu dạng phay xước. Chúng ta sẽ có 3 mắt chỉ dây nhé, và toàn bộ cái kiểu dạng thiết kế mắt dây này nó có kiểu dạng hình giọt nước, nó sẽ ôm tròn với cổ tay của anh em mình, lên tay rất đẹp. Thiết kế khóa sẽ là khóa bấm gập một bên với dòng chữ Omega ở chính giữa khóa, anh em sẽ bấm hai bên để mở bộ khóa này nhé. Về thiết kế mặt đáy, chúng ta sẽ có một cái phần mặt đáy hở, và bên trên cái phần mặt đáy này sẽ là một cái phần mặt kính sao phê nguyên khối. Chúng ta sẽ có dòng chữ Omega Coisio 858605. Thì với bộ máy này thì chúng ta sẽ có đó là 55 tiếng tích cót, size số đạt chuẩn độ chính xác cho meter, cộng trừ không quá 4 đến 6 tiêu ngay. Và bây giờ thì em thử trên tay cho anh em mình với thiết kế xe mặt 43 dành cho anh em cổ tay thực sự to này nhá. Khi mà anh em mình trên tay thì chúng ta sẽ thấy được một chiếc đồng hồ đậm chất thể thao, nam tính và rất là khỏe khoắn khi ở trên tay. Xe mặt 43 thì trên tay của em đó là cổ tay 16.5, lên tay thì nó chỉ hơi to một chút thôi, bởi vì cái thiết kế phần càng được thiết kế rất là ngắn và gọn gàng. Nhưng anh em cổ tay to hơn em thì đeo rất đẹp nhá. Với chiếc Omega này thì hiện tại em đang có mức giá chiết khấu rất là tốt, đó là 145 triệu. Và tiếp theo thì em sẽ có đó là chiếc đồng hồ của nhà Rolex. Với chiếc đồng hồ của nhà Rolex thì chúng ta sẽ có cái sự thiết kế nhẹ nhàng và sang trọng nhiều hơn ạ.
chúng ta sẽ có ở chính giữa các bộ dây, niềng, bộ kim và phần núm sẽ là vàng đặc nguyên khối, có tên gọi vàng Everose Gold, vàng hồng độc quyền của nhà Rolex. Và trên phần mặt số của đồng hồ, chúng ta sẽ có đó là mặt số màu đen, kết hợp với đó sẽ là bộ kim cọc số bằng vàng đúc nguyên khối và sẽ có dạ quang ở bên trên phần thân kim cọc, thân cọc số. Ở bên trên góc 3 giờ sẽ là ô lịch ngày và một cái phần đúc quen thuộc, mặt kính sao phê nguyên khối nhé. Em này của em thì sẽ có thiết kế xe mặt đó là 40mm và độ mỏng của chiếc đồng này thì chúng ta có thể thấy rõ ràng đó là một cái độ dày vừa vặn, nó chỉ được khoảng tầm 12mm mà thôi. Và trên cái phần mặt niềng này thì chúng ta sẽ có đó là một cái phần niềng được làm bằng vàng nguyên khối 18K với những rãnh khía vô cùng sắc bén. Và bên trên cái phần mặt niềng này thì sẽ là một cái miếng ceramic được thiết kế hai màu đen và nâu đỏ. Thì với thiết kế này thì anh em Việt Nam mình hay gọi đó là Rolex Root Beer. Chúng ta sẽ có đó là một cái phần niềng được thiết kế rất là đẹp bắt mắt, nó cũng tượng trưng cho ngày và đêm. Bên trên sẽ là ban đêm, bên dưới sẽ là ban ngày nhá. Rất là dễ dàng và rất là dễ xem giờ đúng không ạ? Và anh em mình cũng có thể xoay cái liềng này hai chiều để có thể chỉnh múi giờ thứ hai một cách khá là dễ dàng. Và ở bên tay phải của em thì chúng ta sẽ có thiết kế núm một chiếc đồng này với sẽ là một cái phần tai núm được thiết kế cao lên và ở chính giữa sẽ là lú vặn cổ chai. Độ chống nước của chiếc đồng này thì nó sẽ loanh quanh khoảng tầm 100m. Anh em mình có thể rửa tay nhẹ nhàng, đi mưa nhẹ nhàng rất là thoải mái. Thiết kế về thân vỏ, chúng ta sẽ có sự kết hợp giữa thép 901L và vàng hồng 18K. Thân thép thì sẽ được hoàn thiện giữa đánh bóng và phay xước nhá. Anh em mình sẽ thấy đó là phần cạnh càng cũng như là các góc cạnh trên cái phần thân vỏ của chiếc đồng này được thiết kế vô cùng sắc cạnh. Chúng ta sẽ có mắt chỉ dây to nhất được làm bằng vàng đặc và sẽ được đánh bóng. Và Rolex thì họ gọi bộ dây này đó là bộ dây Oyster, một bộ dây rất là khỏe, lan tính, phù hợp với những mẫu đồng hồ thể thao của nhà Rolex. Và ở bên đằng sau đây chúng ta sẽ có thiết kế khóa Oyster Lock. Thì với thiết kế khóa này, anh em mình sẽ bấm hai tầng vào để thiết kế đóng khóa. Và với bộ khóa này thì chỉ có trên bộ sưu tập Sport của nhà Rolex là mà thôi ạ. Chúng ta sẽ mở hai lần khóa để tiến hành đóng mở khóa nhé. Về phần mặt sau đáy chúng ta sẽ thấy được một cái phần mặt đáy kín. Và với mặt đáy kín này sẽ được hoàn thiện giữa đánh bóng và phay xước. Bộ máy của chiếc đồng hồ sử dụng đó là bộ máy Rolex 3285. Với bộ máy này chúng ta sẽ có thân tích cót lên đến 70 tiếng, sai số cộng trừ không quá 2 giờ ngày, đạt chuẩn độ chính xác Super Tip Chrometer. Và với bộ máy này đạt được 14 bằng sáng chế, giúp cho bộ máy có thể chạy chính xác trong mọi điều kiện, mọi môi trường. Bây giờ thì em thử trên tay cho anh em mình nhé. Khi mà trên tay đây ạ, với thiết kế xe mặt 40, chúng ta có thể cảm nhận được một chiếc đồng hồ với thiết kế nhẹ nhàng và nó cũng rất thể thao, nam tính khi mà trên tay, dễ đeo nữa ạ. Chúng ta sẽ có liềng hai màu nhá, đen bóng và nâu đỏ, rất là tuyệt vời. Với chiếc đồng này thì em đang có mức giá giao lưu rất là tốt gửi đến anh em mình, đó là 539 triệu, 539 triệu một chiếc đồng hồ lưu full set 2024. Cái chiếc này của em thì em sẵn sàng giao lưu tại Hà Nội và em cũng có cửa hàng trong thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở gần cửa hàng của em thì có thể qua giao lưu trực tiếp thoải mái nhé. Và đây là video em review trên tay gửi đến anh em mình hai chiếc đồng hồ GMT của hai thương hiệu lớn đó là Rolex và Omega. Anh em quan tâm hai chiếc đồng này thì có thể gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại hotline em có để dưới góc màn hình nhé. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi. Em xin kết thúc video tại đây.